đây 2.500 năm về trước, từ phía bắc Ấn Độ, chúng ta có thể thấy được vùng cao nguyên trên ngọn Himalaya. Có dòng họ Thích Ca đã chọn Ca-Tỳ-La-Vệ làm trung tâm xây dựng lên một nước nhỏ. Có chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm ấy. Dương phi của vua Tịnh Phạn thành Ca-Tỳ-La-Vệ là Maya phu nhân, trên đường trở về thành Thiên Tý quê nhà đợi sanh. Giữa đường, hoàng hậu Maya dừng nghỉ ở vườn Lâm Tỵ Ni. Trong vườn có muôn sắc hoa đang nở rộ, trong đó đặc biệt là có cây dơ ưu nở hoa rất đẹp. Phu nhân đã sinh ra thái tử của Đạm Tất Đạt Đa dưới cội cây. Đó cũng chính là Đức Thế Tôn sau này. Căn cứ theo kinh điển thì sau khi Thế Tôn ra đời, Ngài đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cất tiếng nói: trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Chư thiên rất là cảm động nên liền giải mưa trời. Trong 7 bước mà Thế Tôn đi thì 6 bước là lục đạo. Đó cũng chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Á-tô-la, người, trời, 6 con đường mê này. Còn bước thứ 7 là dụ cho vượt thoát thế giới mê, tiến vào thế giới ngộ. Ngày sanh của Đức Phật theo truyền thuyết là mùng 8 tháng 4. Hiện tại, người ta dùng hình thức dân hoa để chúc mừng. Maya phu nhân, mẹ Ngài sau khi sanh 7 ngày thì băng hà. Người nuôi dưỡng Tất Đạt Đa là dì ruột, Maha Ba Xà Ba Đề. Tất Đạt Đa văn võ song toàn, toàn thể dân chúng đều mong mỏi ở Ngài sau này. Nhưng Tất Đạt Đa bản tánh ưu tư suy nghĩ. Một hôm, Ngài theo vua cha ra ngoài thành dự lễ cúng tế mùa màng. Trùng thì bị chim ăn mất, còn chim thì thành miếng mồi của chim ưng. Nhìn thấy cảnh tượng loài vật tàn hại lẫn nhau, Thái tử Tất Đạt Đa ngày ngày buồn sầu không vui, dẫn đến trầm tư. Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Tất Đạt Đa, vua cha Tịnh Phạn cũng không khỏi đau lòng. Quốc vương liền tìm mọi phương cách để cho Tất Đạt Đa được vui vẻ trở lại. Khi Tất Đạt Đa trưởng thành, vua đã rước công chúa Gia Du Đà La xinh đẹp về để làm vợ thái tử. Nhưng nỗi lòng của Tất Đạt Đa vẫn chưa dứt. Một hôm, Tất Đạt Đa đi ra cửa thành phía đông để xem xét. Nè Xa Lạc, đó là gì vậy? Thưa ngài, đó là một người già. Ê, tránh ra mau lên, tránh ra. Đừng có hối thúc ông ta. Một ngày rồi ta cũng sẽ già yếu như ông ta vậy thôi. Lại một ngày khác, thái tử ra khỏi cửa thành phía nam. Dừng xe lại. Đó là gì vậy? Dạ thưa ngài, người này bị mắc bệnh nặng lắm, trông có vẻ rất đau đớn. Rồi cũng sẽ có một ngày ta cũng bị bệnh như ông ta. Thiệt là đau khổ. Lại là một ngày khác, thái tử ra khỏi cửa thành phía tây. Đó là gì vậy? Thưa thái tử, đó là một người chết. Tang gia đang khiêng người chết đi chôn cất đó ạ. Và một ngày nào đó ta cũng chết như ông ấy vậy. Ta cũng sẽ già yếu bệnh hoạn, rồi cũng chết đi như vậy thôi. Những thú vui ngắn ngủi trước mắt cuối cùng cũng sẽ trở thành đau khổ. Kiếp người tràn đầy đau khổ, như vậy ta phải dựa vào cái gì để sống đây? Cuối cùng, thái tử lại ra khỏi cửa thành phía bắc. Nè Sa Lạc à. Dạ. Người đang đi phía trước là ai vậy? Dạ thưa thái tử, là một người xuất gia tu hành để cầu đạo, thoát ly gia đình, vào chốn núi sâu rừng già mà tu hành đó thái tử. mình cũng sẽ rời khỏi gia đình, giống như ông ta đi tìm đạo tu hành. Chỉ cần thoát khỏi được mọi đau khổ này, bất luận phải trải qua bao nhiêu vất vả, ta cũng cảm thấy cam lòng. Ta nguyện cam tâm tình nguyện. Đây chính là câu chuyện du ngoạn bốn cửa thành. Từ đó Thái tử đã lập thệ nguyện kiên định, quyết tâm xuất gia tìm đạo. Không bao lâu, công chúa Gia Du Đà La hạ sinh một hoàng nam. Ôi, đứa bé thật dễ thương. Nhưng chính nó đã làm trở ngại ta trên con đường tìm đạo. Vì lý do này mà đứa bé được đặt tên là La Hầu La, có nghĩa là trở ngại. Năm đó Thái tử 29 tuổi. Trải qua bao lần suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Thái tử đã quyết định thực hiện ý chí cao thượng của mình. Này Xa Lạc, ngươi hãy chuyển lời tới phụ vương và mẫu hậu giùm ta, nói họ không cần phải lo lắng cho ta nữa. Dạ. Đừng khóc nữa Xa Lạc à. Cách sống thật sự thích hợp với ta bây giờ mới thực sự bắt đầu thôi. Hãy tự hãy bao trọng nha. Dạ như vậy, Thái tử đã từ bỏ cung điện, phụ hoàng, vợ con để sống một cuộc sống tu hành phạm hạnh. Ngài lặn lội đến thành Dương Xá nước Ma Kiệt Đà. Thành Dương Xá là một thủ đô phồn thịnh nhất Ấn Độ lúc bấy giờ. Nơi đây lại là nơi tập hợp rất nhiều người tu hành. Vua Tần Bà Sa La đã để ý đến Tất Đạt Đa. Ông rất lấy làm khâm phục, mến mộ. Hãy mời vị tu hành trẻ tuổi này vào cung điện cho ta. Thì ra ngài là thái tử của dòng họ Thích Ca, thảo nào phong cách hơn người. Ta quả nhìn không lầm người. Hãy ở lại cung điện này làm người bạn tâm tình của ta. Nếu ngài muốn cả quốc gia này, ta có thể chia cho ngài một nửa. Ý ngài thế nào? Tôi vì cầu đạo mà xuất gia, chứ không phải vì cầu mong những dục vọng tầm thường đâu thưa ngài. Thì ra là vậy, nhưng mà bây giờ tôi đang tu hành. Xin phép cho tôi được cáo từ. Hãy khoan đã. Trước khi ngài đi, tôi muốn nhờ ngài một điều, đó là sau khi ngài ngộ đạo, bất kỳ thế nào cũng phải trở về đây quá độ cho tôi. Mong ngài hãy hứa tôi điều đó. Xin ngài hãy hứa với tôi đi. Xin thành thật tri ân. Bây giờ Thái tử lần lượt viếng thăm các bậc tu hành khổ hạnh có tiếng. Nhưng mà những giáo lý của họ không thỏa mãn tâm nguyện của ngài. Từ đó Thái tử đã bỏ họ và vào rừng sâu tự mình tu tập các loại khổ hạnh. Khi nghe tin Thái tử tu khổ hạnh, Tịnh Phạn Dương với lòng thương con tha thiết nên đã phái 5 anh em Kiều Trần Như theo Thái tử để làm bạn tu hành. Khi nhìn thấy Thái tử tu quá khổ hạnh, họ sợ phát run lên. Có lúc một ngày chỉ ăn một hạt cơm, có lúc không uống một giọt nước, có lúc luyện khổ hạnh nín thở. Thái tử đã chết rồi sao? Hình như là vậy đó. Cho dù người đã quen tu hành cũng không thể chịu nổi ở mức khổ hạnh như vậy. Khoan đã, xem kìa. Hả? Nhìn sợ thiệt đó nghe. Trải qua 6 năm tu khổ hạnh, Thái tử cảm thấy tinh thần và thể xác ngày càng suy yếu mà không mang lại kết quả lợi ích gì. Nếu tiếp tục tu như vậy sẽ không được, nhất định có chỗ sai lầm. Dây đàn nếu kéo căng quá thì sẽ đứt, nhưng nếu để lỏng quá sẽ không tạo thành âm thanh. Cho nên dây đàn không quá căng cũng không quá lỏng là thích hợp nhất. Dây đàn nếu kéo căng quá thì sẽ đứt, nếu để lỏng quá sẽ không phát ra được âm thanh. Cho nên dây đàn không quá căng cũng không quá lỏng là thích hợp nhất. Thì ra như vậy, ta đã hiểu rồi. Hả? Ngài nói thật sao? Người thực sự muốn bỏ khổ hạnh sao? Ta muốn chọn trung đạo. Trung đạo? Tu khổ hạnh quá mức và hưởng lạc thái quá cũng chỉ là một thôi, đều tổn hại cho thể xác và tinh thần mà không thể nào ngộ đạo được. Bắt đầu từ nay, ta phải dùng cuộc sống kiện toàn để phục hồi lại thân thể khỏe mạnh, với lòng kiên quyết thanh tịnh mà cầu đạo. Hả? Ông ta nói gì vậy? Tôi cũng không hiểu nữa. Thái tử rời khỏi sừng khổ hạnh, tới sông Ni Liên Thiền tắm gội sạch sẽ. Bấy giờ có một mục nữ tên là Sujata ở làng bên cạnh đang đi đến. Thưa đạo sĩ, con là Sujata, đây là cháo được nấu từ gạo và sữa bò ngon nhất của nhà con, mời ngài dùng, xin ngài đừng khách sáo nha. Cảm ơn cô nương, vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Ông ta giở trò gì vậy? Ông ta sa đọa rồi. Tôi không xem ông ta là bạn nữa đâu. Chúng ta đi nơi khác tu hành đi. Đi. Nhờ nhận được bát sữa của một nữ Sujata cúng dường, thái tử đã phục hồi khí lực. Ngài liền đến thành Già Gia, ngồi dưới gốc cây bồ đề hành thiền. Nơi đây sau này được gọi là bồ đề Già Gia. Tất Đạt Đa đã thâm nhập vào cõi thanh minh. Vài ngày sau, những thời khắc vĩ đại đó dần dần xích lại gần. Lúc đó, Ác Ma Vương từ từ xuất hiện để phòng ngại sự ngộ đạo của Tất Đạt Đa. Trước tiên, Ác Ma Vương đưa con gái của mình tới để dụ dỗ Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa, ngươi hãy coi con gái xinh đẹp của ta, hãy vuốt về nó đi, hãy ôm lấy nó, bọn nó để tùy ngươi quyết định đó. Tiếp theo, Ác Ma Vương lại dùng tiền tài thế lực để dụ dỗ Tất Đạt Đa trụy lạc. Tất Đạt Đa, ta cho ngươi những tài bảo trên đời này, cho ngươi địa vị và quyền lực để chế phục thế giới này. Điều kiện duy nhất là ngươi hãy nghe theo mệnh lệnh của ta. Và kế đến, Ác Ma Vương là dùng bạo lực để uy hiếp Tất Đạt Đa. Người muốn cố chấp đến lúc nào đây, Tất Đạt Đa? Nếu tiếp tục cố chấp, người sẽ mất mạng. Hãy giác ngộ đi, giác ngộ đi. Ma Vương dừng tay. Hả? Ta đã đến một cảnh giới của sanh tử. Những vũ khí mà các ngươi dùng không cách gì làm tổn hại ta đâu. Này Ma Vương, hãy biến mất đi. Trận chiến đã kết thúc. Sự xuất hiện của Ma Vương chính là để hấp dẫn sự phiền não trong nội tâm của Tất Đạt Đa. Sau khi đã chiến thắng được sự cám dỗ, Tất Đạt Đa vào một buổi sáng ngày mùng 8 tháng 12, lúc trời còn hừng đông, đã phá được căn nguyên của khổ não và lão bệnh tử. Đó là vô minh đã hoàn toàn ngộ được chân lý. Lúc đó cô Đạm Tất Đạt Đa được 35 tuổi. Đây chính là cái gọi là thành đạo. Sau này Tất Đạt Đa được xưng là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, và cũng là thánh giả Phật Đà của tộc Thích Ca. Từ đó chúng ta gọi là Thế Tôn. Sau khi thành đạo, Thế Tôn đã ở lại Già Gia và đắm chìm trong sự hoan hỷ ngộ đạo. Khi xưa những phiền não khiến ta bị đau khổ, bây giờ đã tiêu tan không còn chút tông tích. Đây thật là một nỗi hoan hỷ sâu đậm và rộng lớn. Cho dù có chết đi, ta cũng không hối tiếc. Thế gian là bể khổ. Trong lúc đó xuất hiện một vị thần cao nhất của Ấn Độ, Thần Phạm Thiên. Ngài đã cực khổ ngộ được chánh pháp, không phải là nên quảng bá cho người đời biết hay sao? Tôi gánh không có nổi. Ngài muốn bỏ mặt không lo hay sao? Nếu như tiếp tục như vậy, thế gian nhất định sẽ diệt vong. Thần Phạm Thiên à, chân lý mà tôi ngộ được đã qua khỏi sự khó khăn vì áo não và kỳ diệu, người tầm thường không dễ dàng hiểu được. Nhưng mà trên thế gian cũng có những đóa hoa sen không hề lấm đất bùn, họ có thể tiếp nhận pháp của Ngài, có đúng như vậy không? Thế Tôn, xin Ngài hãy đi thuyết pháp với họ, và cũng hy vọng Ngài giải cứu thế nhân thoát khỏi cái viễn cảnh diệt vong. Đây chính là trách nhiệm của Ngài. Ngài nói rất đúng. Thật ra ta không nên chiếm giữ niềm vui ngộ đạo cho riêng mình. Ta phải nên vì những người thống khổ phiền não mà đi thuyết pháp, để phân hưởng nỗi vui ngộ đạo, cứu giải thế gian. Đây chính là một công việc mà từ nay về sau ta nhất định phải làm. Thế Tôn sau khi quyết định đi thuyết pháp, người đầu tiên Ngài gặp là một tu hành giả tên là U-ba-ca. Ngài xem ra tu hành đã được đắc đạo. Xin hỏi Ngài mục đích xuất gia là gì, và còn sơn môn là ai ạ? Thật ra ta không có sư phụ. Hả? Ta đã dựa vào sức của mình để mà biết tất cả mọi việc, đã bỏ rơi hết tất cả những cố chấp, sau đó mới ngộ đạo. Trời ơi, Ngài thật là tài giỏi đó nghe. U-ba-ca đã bỏ mất đi cơ hội trở thành đệ tử thứ nhất của Thế Tôn. Đó là vì quá coi trọng tên tuổi của sơn môn. Dĩ nhiên không dễ gì hiểu được tư tưởng mới này. Sau đó Thế Tôn đã tới Lộc Giả Uyển của ngoại ô Lã Na Na. Nơi đây có những người bạn đồng hành của Ngài khi xưa. Ông ta đã tới rồi kìa. Cứ giả vờ không quen biết ông ta là được rồi. Đừng thèm để ý tới người sa đọa nữa. Ta đã ngộ đạo rồi. Ta muốn đem chánh pháp đã ngộ được trước hết truyền lại cho những người cùng tu hành với ta như các ông. Năm người này lẽ ra là giả vờ không quen biết với Tất Đạt Đa, nhưng càng nghe càng bị hấp dẫn bởi những lời thuyết pháp tràn đầy tự tin của Thế Tôn. Sau này cả năm người đều trở thành đệ tử đắc ý nhất của Thế Tôn. Đó chính là sơ chuyển pháp luân. Cái quan trọng nhất của Phật giáo là Phật pháp tâm tam bảo đều đã tích tụ ở đây. Thế Tôn đối với đối tượng và địa điểm thuyết pháp kỳ diệu. Trên đường Ngài đã truyền đạo, đệ tử càng ngày càng đông. Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Tu đầu đà hành sau này là do Đại Ca Diếp đã chiêu khai kinh để tập kết. Đi bên cạnh Thế Tôn chính là A Nan, đã ghi chú lại hết những lời Thế Tôn dạy. Còn Châu Lợi Bàn Đặc, người bị chê cười là ngu ngốc, đã vì quét dọn mà ngộ đạo. một U-ba Ly xuất thân từ giai cấp nô lệ đã được Đức Thế Tôn thu nạp. Bởi vì Thế Tôn đặc biệt chú ý không để cho những chế độ giai cấp trong xã hội Ấn Độ hòa nhập vào giáo đoàn, cho nên các đệ tử ai ai cũng đều bình đẳng. Sau đó Thế Tôn đã theo lời ước định để đi thăm hỏi và thuyết pháp với vua Tần Bà Sa La của Xá Vệ Thành. Vua Tần Bà Sa La rất là vui mừng, đã dâng hiến Trúc Lâm Tịnh Xá để làm chỗ ở cho các đệ tử. Bên cạnh thành Xá Dương có ngọn núi Linh Thứu. Thế Tôn đã ở trên núi giảng thuyết Vô Lượng Thọ Kinh. Sau đó lại thuyết Quan Vô Lượng Thọ Kinh với Dương Phi Di Đề Hy. Giáo lý niệm pháp trân quý cuối cùng đã ra đời. Ở một quốc gia khác, ngoài Ma Kiệt Đà ra là Câu Bồ La, cũng có người cống hiến Kỳ Viên Tịnh Xá. Bởi vì Thế Tôn không phân biệt giàu nghèo để mà truyền giáo, những người tới nghe thuyết pháp đã vượt qua khỏi giai cấp và quốc gia. Phật giáo đã được truyền khắp cả nước Ấn Độ. Việc truyền pháp này đã dùng một bánh xe tiến tới để tiêu biểu, được gọi là chuyển pháp luân. Thế Tôn cứ như vậy mà chuyển pháp luân cả đời không ngừng nghỉ. Khi Thế Tôn được 80 tuổi, Ngài vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi truyền giáo. Giữa đường, Thế Tôn đã bị ngã bệnh ở Tỳ Xá Ly. Chỉ có A Nan và một vài đệ tử lúc nào cũng ở bên cạnh. Ồ, Ngài có thể ngồi dậy được không Thế Tôn? Ta cảm thấy khỏe một chút. Vậy thì tốt quá. Thành thật mà nói, con vẫn cứ lo sợ không biết phải làm như thế nào nữa. Bởi vì Thế Tôn, Ngài vẫn còn chưa tuyển chọn ra được một vị đệ tử để truyền lại mật điểm. Cho nên con mong rằng Thế Tôn, Ngài có thể suy nghĩ lại. Không biết là trong lòng của Thế Tôn đã quyết định rồi hay chưa vậy? A Nan à, bây giờ con còn trông đợi ở ta cái gì chứ? Ở trong ta cũng đã cố gắng nói tất cả chân lý. Cho tới bây giờ không còn mật điểm gì cần phải giấu giếm nữa. Dạ, Ngài nói rất đúng. Tất cả người khác hãy lắng tai nghe đây. Bây giờ ta đã già rồi. Bắt đầu từ hôm nay, các người hãy tự biến mình thành ngọn đuốc, dựa vào chính bản thân, đừng trông cậy vào người khác. Phải vì pháp làm ánh sáng, dựa vào pháp, đừng dựa vào bất cứ gì. Sau đó Thế Tôn đã đi tới xứ Ba La, đã thuyết pháp cho người thợ rèn Thuần Đà. Thuần Đà rất là vui mừng, đã chiêu đãi đoàn người của Thế Tôn ở nhà của mình. Các chén cháo mà cồ mà Thuần Đà cung phụng đã trở thành nguyên do phát bệnh cuối cùng của Thế Tôn. Hả? Bạch Thế Tôn, Ngài cảm thấy như thế nào rồi? Ta không sao hết. Hãy đi đến câu thi La La đi. Bạch Thế Tôn mà, con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con đi. Này Thuần Đà, không phải lỗi của con. Con không nên tự trách mình. Sự cúng dường cao quý của con hôm nay và bác sĩ của Sujata đều xuất phát từ lòng thành như nhau. Đức Thế Tôn đã nén cơn đau. Lúc đi đến ngoài ô câu thi La La, Ngài không tiếp tục đi nổi nữa. Này A Nan à, con trải chiếu xuống đi, ta muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Dạ. A Nan à, dạ, cảm ơn con đã ở bên cạnh chăm sóc cho ta bao nhiêu năm nay. Không, Bạch Thế Tôn. A Nan, đừng khóc. Ta không phải vẫn thường nói với các con rằng dù là người mà mình yêu thương nhất cũng sẽ có một ngày phải chia ly. Có sinh tất phải có tử, đó là định luật không thể nào thay đổi được. Dạ bạch Thế Tôn. A Nan à. Dạ con ở đây. Đừng nghĩ rằng ta đi mất rồi con không còn vị đạo sư nữa. Chánh pháp của ta chính là vị đạo sư của các con. Chánh pháp sẽ là ngọn đèn cho các con. Dạ, dạ con đã biết rồi bạch Thế Tôn. Sự biến hóa của vạn vật trên cõi đời này luôn thay đổi không ngừng. Mọi người hãy siêng năng tu hành để sớm đến ngày giải thoát. Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, nhưng giáo pháp của Thế Tôn đời sau phổ biến trên toàn thế giới. Ngày nay sau hơn 2.500 năm, lời Ngài vẫn vang vọng trong chúng ta. No. No.